Mình cách tin chương trình thì mình cảm thấy rất là lo lắng. Mình cứ lo nghĩ là mọi người sẽ không chấp nhận. Nhưng mà khi được tin là mình được vô vòng chinh phục, trải qua vòng thi đó thì mình cảm thấy là khán giả rất là ủng hộ. Và mình cảm thấy là mình không còn áp lực về vấn đề đó nữa. Lúc mà Mỹ Tiên còn ở nhà thì Mỹ Tiên để tóc dài đẹp gái. Sau khoảng thời gian Mỹ Tiên cắt tóc ngắn. Tại vì bà nội cũng thương cháu thì chiều theo cháu luôn. Bà nội cũng thích Mỹ Tiên lên sân khấu lắm. Mỹ Tiên lên sân khấu thì bà nội mừng dữ lắm.
chị hai trào nước mắt giận lắm cũng đành. Ru lại câu hò từ từ để cô tìm cái gì cô nói đã, tại vì thật sự con hát quá tình cảm, nó chạm vào đây cô và nước mắt cô nó không ra được, nó cứ ngấn ngấn như vậy nè. Và cô ngồi lặng luôn. Đầu tiên con mặc cái áo dài đó, cô nói wow, con gái mặc áo dài đi tướng đàn ông, sao giống mình ngày xưa quá vậy ta. Đó, tại anh Việt gặp con nhiều, mọi người ở đây gặp nhiều, như cô lần đầu tiên thấy con cho cô nhiều cái sự ngạc nhiên mà cô phải dõi theo con. Tới lúc con cất tiếng hát lên thì cô bị con chinh phục tiếng hát nha. Con hát ngọt ngào, nữ tính, dịu dàng, tha thiết. Nói chung là con hát hay. Tới gian tấu con bước vào trong thì con bước ra con rất tomboy. Và con hát rất ngọt ngào, tức là nội tâm và hình thức hoàn toàn trái ngược nhau. Con cũng cố gắng, con đi cho nó mềm mại. Nhưng mà... Không cần đâu con, nhưng mà cô xin lỗi là đã cướp cái lời nói của con, nhưng mà con không việc gì mà phải làm một cái tướng, cái bộ dạng không phải của con. Con giữ tất cả những gì của con, bởi vì đó là Mỹ Tiên mà sẽ không có Mỹ Tiên thứ hai. Con sẽ bay rất xa nếu con vẫn giữ cái phong độ hát như vậy. Con sẽ không có đối thủ đâu. Là tại sao cô nghĩ là mật ong và đường cộng lại là ngọt lịm, đó là tiếng hát của con. Cô nói thật nha, cô là khán giả hâm mộ của con, là fan cuồng đây. Mà cô bảo đảm là trong đó có cả cô Phương Thanh nữa. Hai người. Yeah, thấy không con? Cho nên con cứ tiếp tục như vậy cho cô. Cứ tiếp tục như vậy. Con là tuyệt vời luôn, nó trên cả tuyệt vời. Một lần nữa thở bài chúc mừng Mỹ Tiên. Nhưng mà khoan là phải cho người việc rành quá rồi, thôi nãy giờ hai người không cho việc nói, khỏi nói luôn, nói vậy đủ rồi, khỏi đi. Việc không còn nói gì nữa, việc thấy học trò xuất sắc thôi, vô nghỉ ngơi đi rồi Tiên, vô nghỉ ngơi con. Cho con nói một câu, trước khi tham gia chương trình này thì nội con với cha con ở nhà thì mong muốn là ngày hôm nay con hát bài này con sẽ mặc một bộ dài, tóc con sẽ dài để cho nội coi. Thì con nghĩ là giờ này thì nội đang xem chương trình này chắc là nội vui lắm, tại vì con đã làm theo tâm nguyện của nội. Con mong là nội và gia đình hãy luôn tin tưởng ở con. Bề ngoài con có thay đổi nhưng mà bản tính bên trong của con thì đó giờ vẫn vậy. Chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Số điểm bắt đầu. Hoàng Long gặp thì cảm thấy là rất là cá tính, phong cách rất là tomboy. Nhưng mà khi mà bạn ấy cất giọng hát lên thì Long quả thật rất là bất ngờ, bởi vì một giọng hát rất là trong và rất là ngọt ngào. Mình rất là thích và không nghĩ là ai sẽ là người bước tiếp, và chỉ hy vọng là cả hai cùng sẽ cố gắng để cho ra một bài hát thật tuyệt vời cho khán giả. Anh Hoàng Long thì là một người rất là vui vẻ và hòa đồng. Thì tính cách của anh thì cũng có nhiều nét tương đồng giống mình. Vì vậy mình cảm thấy rất là thoải mái trong cái việc kết hợp cùng với anh. Hy vọng mình và anh Hoàng Long sẽ kết hợp ăn ý. Chưa đổ bên biết nẻo mồ mà tìm.
Trời ơi, hai người hát sao mà than vãn nhau về tình yêu mà nhìn nhau nó chưa say đắm, nhìn lỗ tai không, không nhìn vô mắt hay sao á? Ê ấp quá hả con hả? Không, tại con thấy nó có gì đó sai sai. Mắt không có đối mắt, mặt không có đối mặt, người kia nhìn người này nhắm mắt lại dễ thương dễ sợ luôn nha. Thật sự là đây là một cái phần trình diễn Vân nghĩ là hoàn hảo. Chỉ duy có một cái là cái ánh mắt đó nó không hề chạm vào nhau, mà nó cứ chạm ở tai hay nó chạm ở tóc hay nó chạm ở vai gì đó. Dạ, khi em tập hát bài này mà em hát một mình á thì em cảm giác như em feel vô bài hát được. Nhưng mà khi tập với anh thì em thấy nó sao sao á. Cho nên em không dám nhìn anh, tại vì anh sợ nhìn anh mấy không được. Bây giờ xong cái bài hát rồi đó, bây giờ con quay coi, con nhìn anh Long một chút xíu coi, con thấy anh Long có đẹp trai không? Dạ, anh Long rất là đẹp trai và con xem anh Long như là người anh trai của con vậy. Một người thì đã giật giải người hát tình ca hay nhất bảng B, còn Long là giật giải của bảng C đúng không? Nếu con đụng độ nhau giống như kỳ phùng địch thủ vậy đó. Mỹ Tiên thì khi đang nghe con hát những cái nốt thật là trong trẻo, thật là trong sáng thì con lại luyến lái, con lại nhấn những cái mà làm cho chú phải rụng rụng gì chứ, ẹo theo. Thành ra cái kỹ thuật của con trong vòng một vài tuần thôi, con đã tiến bộ rất là xa. Dạ, cho con chia sẻ một chút ạ. Cái phần thể hiện bài hát đầu tiên Chuyện Hợp Tan của con thì anh Hoàng Long đã chỉ cho con cách hát bài đó sao cho nó hay hơn, và cũng chính là anh đã chỉ cho con hát bài hát này, cho nên con xin cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi cho con nói một xíu ạ. Tại vì khi mà Long với lại Tiên được chọn để song ca bài hát này thì Tiên có nói là em cũng mơ ước được bước lên sân khấu lớn để hát hết mình. Con mới nói là thôi hai anh em mình cứ hát hết mình để truyền tải cái bài hát, cho nên hai anh em cũng không có nghĩ là ai sẽ thắng cuộc, và mong là hát tốt để truyền bài hát đến cho mọi người thôi ạ. Nghe được cái câu chuyện này nó hay quá, có nghĩa là hai anh em rất là thương nhau đúng không nè. Nói vậy thì nói chứ thiệt ra con có một cái nét đặc biệt, nhưng mà riêng Hoàng Long đó, với những cách hát của em, với cách diễn xuất của em, với thần thái của em, với tướng tá của em sẽ còn đi xa, đi rất xa và đi vào lòng của người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới, tin anh điều đó. Mời chị Lan. Riêng về phần cô Y Lan nói đến Mỹ Tiên đó, thì lúc nãy Mỹ Tiên có chia sẻ với lại tất cả mọi người, người em trai đứng hát với lại người anh trai của mình. Cái điều này làm cho cô Y Lan rất khâm phục ở con. Nhìn vóc dáng như là một cậu bé trai đó, rất là dễ thương. Nhưng mà khi con cất tiếng hát thì rõ ràng đầy nữ tính và rất là tình cảm. Cô nghĩ rằng con đã hit những cái nốt cao của một người nam. Thành thử ra cô tin rằng là con là một người con gái rất dịu dàng, nhưng thật sự ra con có một cái tính cách của một người nam rất mạnh mẽ. Cả hai điều này hỗ trợ nơi con để làm nên thành một Mỹ Tiên rất đặc biệt. Và cho cô nói về Hoàng Long, cô những tưởng nếu mà hôm nay mà Hoàng Long không đứng hát chung với Mỹ Tiên thì chắc có lẽ là cái chỗ đứng để giật 20 triệu không phải là cái điều khó khăn đối với Hoàng Long. Cô phải thú thật là cô rất yêu mến và quý tất cả những cái nỗ lực cũng như cái tình cảm khi mà Hoàng Long hát tình ca Việt Nam. Chúng ta sẽ đưa ra số điểm dành cho hai thí sinh trong ngày hôm nay. Ban giám khảo chuyên môn, xin mời. Số điểm trung bình của Mỹ Tiên từ ban giám khảo chuyên môn là 96,7 điểm. Số điểm trung bình của Hoàng Long là 95,3 điểm. Số điểm đó sẽ cộng với phần bình chọn của khán giả. Ai sẽ bước tiếp để nhận giá trị giải thưởng là 20 triệu đồng đây? 7 giây bắt đầu. Mỹ Tiên. Một lần nữa tôi lại gọi tên Mỹ Tiên. Hoàng Long sẽ nghỉ ngơi để chúng ta tiếp tục đến với vòng tỏa sáng của chương trình. Mỹ Tiên tiếp tục để thi đấu một bàn nữa, ta tìm giá trị giải thưởng 20 đồng.
ngàn câu hò thắm tình dân hồng. Anh xin mời em đi về quê ngoài một lần thôi, nơi anh chào đời ngoài ru bụi ngùi bao năm dân già mưa nắng ngược. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nồng nhiệt chào đón quý vị và các bạn đến với người hát tình ca. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với màn trình diễn mở đầu rất là đặc sắc của từng thí sinh. Họ hát về nơi sinh ra và lớn lên. Hoàng Nguyên, một chàng trai rắn rỏi đến từ vùng biển Phú Yên, miền Trung. Huỳnh Thật, hay gọi cách khác là Huỳnh Thiệt đó quý vị, hát về Long An yêu dấu. Và Kiều Anh thì hát về Đồng Tháp. Úc Tiên hay là Mỹ Tiên hát về quê hương Bạc Liêu của cô ấy. Còn Hoàng Long thì hát về quê hương Sóc Trăng. Và cuối cùng là Ngọc Đức cũng hát về quê hương của anh ấy, đó chính là Bạc Liêu. Tràng pháo tay cho đón 6 thí sinh xuất sắc nhất. Tiền thưa quý vị, một tràng pháo tay nữa cho Úc Tiền. Dễ thương vô cùng.
ban giám khảo có thể đưa ra nhận xét. Phải nói là cái bài hát này là một bài hát rất phù hợp với Tiên. Tiên làm cho mọi người cảm nhận được cái tình cảm cũng như là giọng hát của bạn quá đỗi ngọt ngào đi. Không có một chỗ nào mà người ta phải rời được, mà phải tập trung lắng nghe Tiên rất là nhiều. Đây là một cái ca khúc mà chị nghĩ là nó rất là hợp với cái tố chất của em. Em hát cái này thì chị nói thật là, như chị nói lần trước là sẽ không có đối thủ. Bởi vì sao? Trẻ như em, kinh nghiệm trên sân khấu không có nhiều, mà em hát được như vậy là bởi vì em hát theo cái bản năng. Mà cái đó rất là quan trọng, tại vì em có được cái cách hát rất là ngọt ngào. Lần trước cũng vậy và lần này cũng không ngoại lệ. Mỗi cái câu đầu tiên là em đã lấy cảm tình của chị ngay, và đến câu cuối cùng thì là coi như là em hớp hồn của chị. Chị cũng vẫn thấy hơi chưa quen lắm với cái áo dài này của em, nhưng mà chị thấy nó lạ ngọt, mà ngọt, cái lạ nó đáng yêu lắm. Mà anh Việt, thật sự bài hát này á là một cái bài hát phỏng từ một cái điệu lý mà trong ca cổ chúng ta thường nghe, và nhạc sĩ Nhật Ngân đặt lại lời. Và nó chỉ có một đoạn nhạc thôi mà chúng ta phải hát hai lời. Mà để làm đẹp thì cũng phải nói rằng Mỹ Tiên cũng rất là giỏi. Chúc mừng Mỹ Tiên. Cảm ơn ban giám khảo chuyên môn. Bây giờ chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo. Cùng Thu Hiền trong đêm gala này thì cảm xúc của mình thì rất là vui, tại vì mình và Hiền thì từ đầu chương trình đến giờ thì hai đứa nói chuyện vui vẻ lắm, hay đùa giỡn với nhau. Khi mà biết tin thì hai đứa sẽ song ca bài Giả Cổ Hoài Lan thì đó là một niềm vui nữa, tại vì đây là một bài hát rất là hay và chất giọng của mình và Hiền thì cũng khá là tương đồng, cho nên là mình mong rằng hai đứa mình sẽ kết hợp ăn ý để thể hiện thành công bài hát này. Thu Hiền cảm thấy rất là vui vì gặp lại tất cả mọi anh chị, các bạn. Càng vui hơn nữa là hôm nay Thu Hiền sẽ được song ca với bạn Mỹ Tiên. Ở ngoài đời thì Thu Hiền với Mỹ Tiên cũng là hai người bạn khá thân. Bạn Mỹ Tiên có một giọng hát là rất là bản năng, và cái bản năng đó khiến Hiền phải học hỏi nhiều, và rất là mong là tất cả quý vị khán giả cùng ủng hộ cho phần song ca của Hiền và Tiên. Đường dù xa ông bướm xin đôi.
vị là qua bài hát vừa rồi thì quý vị cũng đã thấy là cô gái Mỹ Tiên của chúng ta trình bày rất là hay, đúng giọng hát của một người con gái miền Tây Bạc Liêu. Nhưng mà điều mà ngạc nhiên hơn hết đó chính là cô gái Thu Hiền. Một cái điều mà Vân rất là thắc mắc là bạn là một cô gái rất là dễ thương, rất là nữ tính. Nhưng mà khi mà ở trong hậu trường á, quý vị biết không, là Vân cứ nghe mọi người kêu là Hiền Thạch Sùng. Vân không biết là lý do tại sao. Cái vòng tỏa sáng thì em thể hiện khá nhập tâm và mọi người cũng ấn tượng quá nên là gọi em là Thạch Sùng. Nhưng mà thực ra là tại vì em nhoi quá. Em ở trong hậu trường mà cái tình huống nào em cũng có thể xử lý được hết á. Cho nên là mọi người mới nói là con Thạch Sùng suốt ngày đổi màu. Yeah. Vậy là nếu như mà bạn mà bị chết cái tên này là bạn phải trách anh Vũ Quốc Việt. Tại vì ảnh chọn bài hát quá chính xác cho bạn và bạn trình bày rất là thành công. Và nói đến Mỹ Tiên thì có lẽ rằng chúng ta vẫn nhớ bạn ấy là một sinh viên của trường xây dựng. Giữa cái kỹ sư và người ca sĩ thì bạn có thể là chọn cái nào? Nếu hai chọn một. Nếu như mà cho con chọn lựa giữa kỹ sư và ca sĩ thì con không biết làm sao nữa, nhưng mà chắc có lẽ là con sẽ đi theo cái niềm đam mê của con. Có lẽ là con sẽ xây một cái nhà để cho gia đình ở, rồi sau đó con để nhà đó cho cha ở, rồi con đi hát. Xin được cảm ơn phần chia sẻ của hai thí sinh Thu Hiền và Mỹ.
quý vị, chúng ta vừa đến với một ca khúc của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Và tôi nghĩ rằng Vũ Quốc Việt nên chia sẻ cùng với Mỹ Tiên để xem hôm nay Mỹ Tiên hát thế nào. Cảm ơn Mỹ Tiên. Dường như là bạn ấy cho Việt một cái cảm xúc mới của bài hát chính mình. Sự ngọt ngào nhất là ở hai câu hò đầu tiên. Và Việt viết cái hò đầu tiên, hò Nam Bộ là Việt viết về hò Đồng Tháp. Thành nó có một cái đoạn xuống xè, xuống trầm. Thì Tiên làm cái đoạn đó rất là tròn trịa. Và phải nói rằng Việt rất là mãn nguyện khi hát được cái hò Đồng Tháp như vậy. Tại vì thường thường nếu mà chúng ta hơi ngắn, chúng ta không hát đủ, thường thường những ca sĩ ở ngoài đời đi hát những không sân khấu khác, người ta không hò vậy được, và người ta bỏ qua. Mà khi mà tác giả nghe bị thiếu như vậy á, rất là hụt hẫng và tiếc lắm. Thì hôm nay cảm ơn Mỹ Tiên đã làm rất là đúng cái câu hò mà Việt viết về hò Đồng Tháp. Chị là người rất là thích tiếng hát của em. Em hát rất là ngọt, hát với một cái cảm xúc thật mà, tức là có như thế nào là em hát như thế đó. Nhưng hôm nay đó, em chọn cái bài hát này, nó lớn hơn cái sức của em. Cái cảm xúc của bạn có, và cái hình ảnh của bạn hôm nay là tôi rất thích. Tôi có thể cảm nhận được cái câu chuyện mà bạn kể. Nhưng mà nói về cái phần kỹ thuật đó, có những cái nốt thấp và có cái một nốt cao mà rõ nhất là cái chữ biết công bằng mà nói đó, thì em làm tốt cái bài hát này, em diễn hay. Thế nhưng mà bây giờ đến cái vòng này là chúng ta phải chọn một cái người quán quân, thành ra chúng tôi có cái việc là phải soi thật kỹ. Cái nét tính cách mà Vân thích nhất ở Tiên đó chính là bạn rất là thích thử thách. Nếu mà bạn chọn cho bạn con đường sẽ đi hát thì Vân nghĩ là bạn cứ giữ cái tinh thần đó, bạn thích mạo hiểm, bạn luyện tập nhiều hơn. Còn riêng về bài hát hôm nay thì cá nhân Vân thì Vân thích. Chúc mừng Tiên. Và bây giờ chúng ta sẽ có số điểm dành cho Mỹ Tiên. Bây giờ thì khán giả sẽ bình chọn. 30 giây bắt đầu. Ở vòng chinh phục họ đã vượt qua rất nhiều đối thủ của họ, và bây giờ họ sẽ đến với vòng song đấu của người hát tình ca. Và có lẽ đêm nay nhãn lòng thì lội qua đây anh nắm cái cổ tay rồi anh sẽ hỏi nàng anh sẽ hỏi nàng có muốn lấy anh không. Trời ơi, tôi đang ở dưới đất hay là ở trên vũ trụ vậy ta? Anh Vân Sơn, anh hỏi em đó hả? Không phải. Chứ ai? Bên kia kìa. Đã thương thì bất luận xa gần, cầu không tay dính là cầu khỉ đó, mà cầu không tay dính sao anh không lần đi qua, đi qua sợ mẹ gặp nhau ở người hát tình ca, chứ em ưng giả rồi. Làm sao bây giờ?
chưa đưa tay, đưa tay anh ngắt máy cổng ngò. Thương em đứt ruột à, chứ họ thương em đứt ruột, anh giả đò ngó. Chúng ta vừa đến với một tiết mục ngẫu hứng của ban giám khảo chuyên môn. Xin chào đón danh ca Ý Lan, nghệ sĩ Vân Sơn và người đẹp Á hậu quốc tế Huy Vân và MC Quyền Linh. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với hai cặp song đấu. Cặp đầu tiên là Ý Lan và Vân Sơn, cặp thứ hai là Quyền Linh và Thúy Vân. Đó cũng là hình thức song đấu ngày hôm nay của các thí sinh. Một lần nữa chào đón quý vị đến với Người Hát Tên Ca. Quý vị thân mến, chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty MNT Picture thực hiện. Quý vị, kết thúc vòng chinh phục, chúng ta đã chọn được 24 thí sinh bước tiếp vào vòng song đấu. Đây là một vòng hết sức là gay cấn nha quý vị. Và đêm nào chúng ta cũng phải tìm ra một người hát tình ca xuất sắc nhất tuần đó. Và ngay bây giờ thì Quỳnh Linh xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với 8 thí sinh đầu tiên. Họ là ai? Mời quý vị cùng theo dõi. Hoàng Long, Hoàng Hải, Mỹ Tiên, Diệu Hiền, Tấn Phương, Ngọc Sơn, Phương Thảo, Thu Hiền. Quý vị vừa theo dõi 8 thí sinh ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với luật chơi của người hát tình ca. Vòng song đấu gồm 3 bảng, mỗi bảng có 4 cặp thí sinh hát song ca với nhau. Sau 4 bài hát sẽ chọn ra top 4 thí sinh được đặt cách vào vòng tỏa sáng. Nhưng vẫn phải tiếp tục song đấu để giành giải thưởng tuần trị giá 20 triệu đồng. 4 thí sinh vào vòng nguy hiểm sẽ cùng hát một bài hát. Người có số điểm cao nhất sẽ bước tiếp vào vòng tỏa sáng. 3 người còn lại phải dừng cuộc chơi. Tất cả sẽ được quyết định bởi ban giám khảo chuyên môn và 100 khán giả trường quay. Chúng tôi xin nhắc lại khán giả tại trường quay, khi thí sinh bắt đầu hát, chúng ta bắt đầu bình chọn và bình chọn bằng chính trái tim của mình. Sau khi thí sinh hát xong, phần bình chọn xem như kết thúc. Những sự bình chọn sau khi thí sinh hát xem như không có giá trị. Điểm số trung bình của ban giám khảo chuyên môn cộng với điểm số bình chọn của khán giả sẽ ra kết quả dành cho thí sinh. Thử thách đầu tiên, bài hát rất quen thuộc của tác giả Huỳnh Anh. Bài hát được mang tên Thuở Ấy
có em. Bài hát này là một thử thách rất là mới đối với Long, bởi vì chưa bao giờ hát, và trong lúc tập thì thấy có vẻ là hợp với giọng của anh Phúc Lâm nhiều hơn. Nhưng mà Long nghĩ đây cũng là một thử thách, vì Long cũng sẽ cố gắng vượt qua mọi thử thách của mình. Giọng của Hoàng Long thì có sự tự trữ tình cũng như là nhà chữ, cũng như cái cách luyến láy rất là bolero. Còn của Phúc Lâm thì lại có cái độ rền và độ trầm ấm theo cái phong cách của nhạc trữ tình. Chúng mình sẽ cố gắng làm sao để hai cái giọng hát có thể là hỗ trợ được với nhau. Các bạn ơi, chúng mình đã sẵn sàng, hãy ủng hộ cho chúng mình.
sự ra cho đến giờ phút này vẫn còn bị cái tiếng hát của Hoàng Long chinh phục. Hoàng Long không cần chất rượu mà say một cách rất là điềm tĩnh. Và trong cái sự điềm tĩnh này có những cái đoạn nức nở mà Hoàng Long đã chiếm mất trái tim của cô rồi. Cảm ơn bạn. Hoàng Hải, cái sự say của con trong bài hát này nó chỉ vừa đủ thôi. Cách hát của Hoàng Hải, cô cảm nhận được rằng là Hoàng Hải không có để cho nó bị quá sức. Những câu cao trào cho đến những câu mà tha thiết. Các em đã hát một cái bài hát rất là tuyệt vời. Hoàng Hải, em có một cái chất giọng đầy nội lực. Cái chất giọng của em nó có cái khào khào và nó có chút ma mị ở trong đó. Thật sự cảm ơn. Còn phần Hoàng Long thì anh nhớ hình như là em đã là một cái người hát tình ca hay nhất trong tuần. Em điêu luyện tất cả những cái xử lý từng chữ, những cái nhấn nhái của em rất là điêu luyện. Anh bị thuyết phục bởi tiếng hát của em. Thôi Thúy Vân, Vân thích nhất ở cái phần biểu diễn của hai anh đó chính là khi người này hát thì người kia vẫn thể hiện được cái tâm trạng trong bài hát. Một bên thì đang hát và một bên thì cũng ngồi rất trầm tư, cầm ly rượu và thể hiện những cái tâm trạng riêng của mình. Cảm ơn ban giám khảo chuyên môn. Ban giám khảo chuyên môn sẽ cho điểm từng thí sinh. Bắt đầu. Số điểm dành cho Hoàng Long và Hoàng Hải. Hoàng Long với số điểm là 92,7. Chúc mừng. Hoàng Hải là 90,7. Nó chỉ nhỉnh hơn chút xíu thôi. Chúng ta sẽ có số điểm từ khán giả bình chọn cộng lại để xem đầu tiên bạn nào phải vào phòng chờ. 7 giây quen thuộc bắt đầu. Như vậy là Hoàng Hải là người đầu tiên phải vào phòng chờ rồi. Bị Hoàng Long vượt lên dẫn trước, Hoàng Hải là thí sinh đầu tiên phải vào phòng chờ. Mặc dù đây là dòng nhạc sở trường, nhưng Hoàng Hải đã không chinh phục được ban giám khảo và 100 vị khán giả khó tính. Hãy chờ xem Hoàng Hải sẽ thể hiện như thế nào ở lần quay trở lại nhé. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách thứ hai dành cho hai thí sinh dễ thương rất là đáng nhớ quý vị. Hai cô gái ấy sẽ đến một bài hát của nhạc sĩ Quốc Dũng và Nguyễn Đức Cường, bài hát Chuyện Hợp Tan. Khi biết được mình sẽ song ca cùng chị Mỹ Tiên, quán quân của bạn nữ đầu tiên, cảm thấy lo lắng cực kỳ. Tập luyện cùng chị, nhận thấy chị là một người rất là dễ thương. Thì hai chị em có một sự tương đồng, và chất giọng đều là chất giọng cao và trong trẻo. Cả mình và Hiền đều còn rất là trẻ và chưa có trải qua cái cảm giác là đau khổ như trong bài hát đó, cho nên là cảm nhận của mình bài hát và đó là một điều rất là khó khăn. Mỹ Tiên, Nhiều Hiền xin hẹn hò với chúng tôi. Đêm nay là
Chúc mừng hai em nha. Cái bài này thấy được cái tình bạn Mỹ Tiên với Diệu Hiền, hai đứa chắc thương nhau dữ lắm à. Hai chị em có thương nhau không? Dạ có. Đâu thương nhau ôm cái cho thấm thiết coi. Hai con ráp lại để mà hát xong ca cái bài này, nó làm cho cái bài này nó có một cái sắc màu mới. Chú khen hai đứa cùng một lúc luôn. Với cái ca khúc Chuyện Hợp Tan này thì thật sự lúc đầu khi mà Vân biết là hai bạn sẽ trình bày thì Vân có một chút lo lắng, tại vì những ca từ của bài hát này cần rất là nhiều sự trải nghiệm để mình có thể hát được. Nhưng mà khi mà thấy hai bạn trình diễn bài hát này, Vân mất đi cái nỗi lo đó, Vân thấy hai bạn đã làm rất tốt. Quý Lan nói riêng về Diệu Hiền, như tất cả những vòng trước, Diệu Hiền, cái ngân của con đã làm cho bài hát nó mềm mại và nó tình tự và nó ngọt ngào lắm. Cho nên cô rất thích phần trình diễn của con. Mỹ Tiên, cái hôm mà con đứng ở trên cái bục ở số 8 kia là con đã hốt hồn cô Ý Lan rồi, giọng của con trong trẻo. Và cho đến ngày hôm nay sau những cái vòng thi và con đã lấy thêm kinh nghiệm thì tiếng hát của con vẫn giữ được cái mức cao độ của sự trong trắng. Bây giờ còn cộng thêm cả cái tình cảm của con nữa. Con không cần ngân nhiều, nhưng khi con buông nhẹ làm cho người nghe bắt buộc phải thở cùng với con. Cảm ơn ban giám khảo chuyên môn. Còn bây giờ chúng ta sẽ có số điểm cho từng em. Số điểm trung bình của ban giám khảo dành cho Diệu Hiền là 89,7 và Mỹ Tiên là 94,3. Mới khởi đầu thôi, chúng ta sẽ cộng với bình chọn của khán giả. 7 giây quen thuộc bắt đầu. Chúc mừng Mỹ Tiên. Vậy là ở cặp đôi bạn thân nhỏ nhắn này, cô nàng tomboy Mỹ Tiên một lần nữa lại chiến thắng bởi chất giọng trong trẻo và ngọt ngào của mình, giành được chiếc vé vào vòng tỏa sáng và tiếp tục chinh phục giải thưởng 20 triệu đồng. Diệu Hiền vào phòng chờ và chuẩn bị thật chu đáo cho lần quay trở lại nha. Bất ngờ vẫn đang chờ đợi phía trước, chúng ta hãy cùng chờ xem. Thử thách tiếp theo, một bài hát lời Việt Tùng Giang nhạc ngoại, Tình Nhạc Phai, sẽ được Tấn Phương và Ngọc Sơn trình bày. Người hát song ca với mình đó là bạn Ngọc Sơn. Mình cảm thấy bạn đã hát chuyên về dòng nhạc bolero rồi, mình cũng có một chút áp lực. Nhưng mà mình sẽ cố gắng hết sức. Sơn và Phương đã từng gặp nhau ở vòng chinh phục thì cả hai cũng khá là hiểu nhau. Chất giọng của Sơn thì có một chút gì đó bay bổng, khắc khoải. Còn về phần của Tấn Phương, Sơn cảm thấy giọng của Tấn Phương cũng rất là điêu luyện và kỹ thuật. Hãy chờ sự bất ngờ từ chúng tôi. Chúc mừng hai chàng xoái ca Ngọc Sơn và Tấn Phương. Chúng ta sẽ nghe lời nhận xét từ ban giám khảo chuyên môn. Thời điểm hiện tại đây thì các bạn trẻ hay nghe nhạc là hạ nhạc Hàn Quốc hoặc là nhạc US UK. Nhưng mà ở những cái giai đoạn trước thì những ca khúc như bài Tình Nhạc Phai này nó rất là thịnh. Thì ngày hôm nay hai anh trình bày rất là thành công ca khúc này. Và Vân nghĩ là hai anh đã mang lại bầu trời ký ức của rất nhiều người. Các em đã làm khó ban giám khảo, khó chấm lắm. Nhưng mà chỉ xin góp ý một chút xíu về cái cách ngân của tụi em thôi. Hai em ham ngân quá. Muốn ngân á là mình phải hit nghe cái nốt á mình mới ngân. Ví dụ như là chiều buồn nghiêng nắng, cái nốt nó đang hay, những cái luyến lái nó đang hay, tự nhiên cái bỏ ngân vô cái nó làm mất cái tình cảm của bài đi. Đối với riêng Ý Lan thì trong trường hợp này ngay cả cái đuôi ngân của Ngọc Sơn đó, chị nghe được cái tình cảm là có hơi nhanh thật đó chứ không phải không, nhưng mà nó có vuốt một cái sau cùng, cho nên nó có cái hơi thở ở trong cái tiếng ngân, cho nên cô Ý Lan lại khen cái ngân đó của Sơn nhé. Xin cảm ơn cô rất nhiều. Tấn Phương, thường đó là khi một người ca sĩ hát mà cái giọng ngân đóng thì cô Ý Lan không thích đâu, cảm xúc nó chưa được đóng lại thì cái câu hát nó đã đóng rồi, nhưng ở trong cái cách hát này của Tấn Phương lại cho cô nghe ra trong cái cách ngân đó nó dày và nó đóng lại nhưng mà nó vẫn còn có cái âm ở đằng sau nữa, cho nên cô rất thích. Cảm ơn ban giám khảo chuyên môn. Chúng ta sẽ có số điểm cho từng thí sinh. Xin mời. Số điểm dành cho Tấn Phương là 87,3 và số điểm trung bình của Ngọc Sơn là
94.7. Tấn Phương, Ngọc Sơn, ai sẽ vào phòng chờ tiếp theo để quý vị? Khoảnh khắc đó sẽ đến ngay bây giờ. 7 giây bắt đầu. Tấn Phương, một anh chàng trai nhút nhát nhưng vẫn rất là mạnh mẽ, lại tiếp tục vào phòng chờ ngồi nghỉ nha. Có lẽ vì một chút thiếu tự tin nên Tấn Phương đã bị Ngọc Sơn vượt lên dẫn trước. Không sao cả, với chất giọng mượt mà của mình, chắc chắn ở lần quay trở lại Tấn Phương sẽ thành công. Chúng ta hãy cùng chờ xem nha. Giờ đây thì quý vị sẽ được gặp gỡ lại hai cô gái. Một cô gái mảnh khảnh, yểu điều thục nữ, nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ thương đến từ Hà Tĩnh. Và một cô gái cũng rất mạnh mẽ đến từ Gia Lai thưa quý vị. Hai cô gái này sẽ cùng song đấu với nhau để xem ai phải vào phòng chờ và ai sẽ ở lại quý vị nha. Theo những cái gì mà mình tiếp xúc với Thu Hiền thì mình cảm nhận Thu Hiền là một cô gái rất là dễ thương. Đặc biệt là khi mà hát chung với nhau, mình có cảm giác là Hiền đang nhường mình, giống như kiểu bạn ấy sợ mình ngại hay là sợ mình sẽ bị lép vế hay. Nhưng mà thực tế là mình bị nhát sân khấu. Thu Hiền ở ngoài thì thường dùng giọng chuyển, còn chị Thảo thì dùng giọng thiệt. Nên là khi mà những khúc lên cao thì Thu Hiền hơi bị mờ hơn so với chị Phương Thảo. Thu Hiền sẽ cố gắng khắc phục được cái khuyết điểm đó để kết hợp với chị Phương Thảo tạo nên một phần song ca hay nhất và tốt nhất. Cả nhà cùng ủng hộ cho Thu Hiền, Phương Thảo.
Bây giờ thì hai bạn có thể thở phào nhẹ nhõm rồi, cười tươi lên nào. Đó, cười như thế này dễ thương. Hồi nãy mà hát cười thế này thì bài hát nó lại vui hơn nữa. Kết thúc phần trình diễn rồi thì quay trở về chỗ của mình thì chị Thảo cười rất tươi. Ngay cả chị Thu Hiền cũng vậy. Nhưng mà trong lúc mà hai chị đang hát vẫn lại không cảm nhận được cái niềm vui đó. Cô Ý Lan cũng ước chi mà hai em tươi hơn nữa, có thể múa theo thì cho dễ thương hơn nữa đó. Bài hát này thì kỹ thuật ca hát thì cô Ý Lan nghĩ hai em ngang ngửa nhau đó. Cô rất thích Thu Hiền trong cái bài hát này là với cái sự biểu cảm tươi và hạnh phúc ở trên gương mặt và ánh mắt, cộng thêm cái sự dịu dàng và ngọt ngào của những cái luyến láy đó của em. Cô nghĩ rằng là bài hát này em hát rất là đẹp. Cảm ơn cô. Phương Thảo thì đến giờ phút này cô vẫn thấy là Phương Thảo hát rất là vững. Những cái nốt nhạc của em thoát ra nó dày dặn. Tuy nhiên cô cảm giác là Phương Thảo có hơi bị căng thẳng. Tuy vậy em vẫn hát rất là dày dặn và rất là chắc cái phần của em. Cô chúc mừng em. Dạ, em cảm ơn cô. Anh chỉ khuyên hai em cái này thôi. Nghĩa là hai em cần một cái gì mà nó đặc biệt riêng của mình, một cái dấu ấn. Khi mình cất tiếng hát lên là người ta phải nhận ra đó là tiếng hát của Thu Hiền, đó là tiếng hát của Phương Thảo. Cảm ơn ban giám khảo chuyên môn. Và bây giờ ban giám khảo sẽ đưa ra số điểm cho từng thí sinh. Số điểm của Phương Thảo là 87 và Thu Hiền là 89.7. Khoảnh khắc này cũng rất quen thuộc. Ai sẽ tiếp tục vào phòng chờ người cuối cùng và ai sẽ tiếp tục để tranh giải 20 triệu đêm nay quý vị? 7 giây bắt đầu. Phương Thảo chính là thí sinh bước vào phòng chờ. Có lẽ vì một chút căng thẳng nên Phương Thảo đã không thể hiện tốt ở phần thi này. Hãy thật thoải mái và tự tin để giành chiến thắng ở lần quay trở lại Thảo nha. Và bây giờ chúng ta hãy theo dõi hành trình chinh phục giải thưởng trị giá 20 triệu đồng. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã chọn ra được 4 gương mặt xuất sắc nhất. Và 4 gương mặt đó sẽ tiếp tục những thử thách để tiến đến giá trị giải thưởng 20 triệu đồng dành cho người nào hát tình ca hay nhất tuần, thưa quý vị. Và cặp đôi đầu tiên sẽ xuất hiện sân khấu đó chính là Hoàng Long và Mỹ Tiên với bài hát Ai Cho Tôi Tình Yêu. Mỹ Tiên là một cô gái mà lần đầu tiên Hoàng Long gặp thì cảm thấy là rất là cá tính, phong cách rất là tomboy. Nhưng mà khi mà bạn ấy cất giọng hát lên thì Long quả thật rất là bất ngờ, bởi vì một giọng hát rất là trong và rất là ngọt ngào. Mình rất là thích và không nghĩ là ai sẽ là người bước tiếp, và chỉ hy vọng là cả hai cũng sẽ cố gắng để cho ra một bài hát thật tuyệt vời cho khán giả. Anh Hoàng Long thì là một người rất là vui vẻ và hòa đồng, thì tính cách của anh thì cũng có nhiều nét tương đồng giống mình. Vì vậy mình cảm thấy rất là thoải mái trong cái việc kết hợp cùng với anh. Hy vọng mình và anh Hoàng Long sẽ kết hợp ăn ý.
Trời ơi, hai người hát sao mà than vãn nhau về tình yêu mà nhìn nhau nó chưa say đắm, nhìn lỗ tai không nhìn vô mắt hay sao á? E ấp quá hả con hả? Không, tại con thấy nó có gì đó sai sai. Mắt không có đối mắt, mặt không có đối mặt, người kia nhìn người này nhắm mắt lại dễ thương dễ sợ luôn nha. Thật sự là đây là một cái phần trình diễn Vân nghĩ là hoàn hảo. Chị Duy có một cái là cái ánh mắt đó nó không hề chạm vào nhau mà nó cứ chạm ở tai hay nó chạm ở tóc hay nó chạm ở vai gì đó. Dạ, khi em tập hát bài này mà em hát một mình á thì em cảm giác như em feel vô bài hát được, nhưng mà khi tập với anh thì em thấy nó sao sao á. Cho nên em không dám nhìn anh, tại vì em sợ nhìn anh mấy không được. Bây giờ xong cái bài hát rồi đó, bây giờ con quay coi con nhìn anh Long một chút xíu coi con thấy anh Long có đẹp trai không? Dạ, anh Long rất là đẹp trai và con xem anh Long như là người anh trai của con vậy. Một người thì đã giật giải người hát tình ca hay nhất bảng B, còn Long là giật giải của bảng C đúng không? Nếu con đụng độ nhau giống như kỳ phùng địch thủ vậy đó. Mỹ Tiên thì khi đang nghe con hát những cái nốt thật là trong trẻo, thật là trong sáng thì con lại luyến lái, con lại nhấn những cái mà làm cho chú phải rụng rụng gì chú cứ ẹo theo. Thành ra cái kỹ thuật của con trong vòng một vài tuần thôi con đã tiến bộ rất là xa. Dạ, cho con chia sẻ một chút ạ. Cái phần thể hiện bài hát đầu tiên Chuyện Hợp Tan của con thì anh Hoàng Long đã chỉ cho con cách hát bài đó sao cho nó hay hơn, và cũng chính là anh đã chỉ cho con hát bài hát này, cho nên con xin cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi cho con nói một xíu ạ. Tại vì khi mà Long với lại Tiên được chọn để song ca bài hát này thì Tiên có nói là em cũng mơ ước được bước lên sân khấu lớn để hát hết mình. Con mới nói là thôi hai anh em mình cứ hát hết mình để truyền tải cái bài hát, cho nên hai anh em cũng không có nghĩ là ai sẽ thắng cuộc và mong là hát tốt để truyền bài hát đến cho mọi người thôi ạ. Nghe được cái câu chuyện này nó hay quá, có nghĩa là hai anh em rất là thương nhau đúng không nè. Nói vậy thì nói chứ thiệt ra con có một cái nét đặc biệt, nhưng mà riêng Hoàng Long đó, với những cách hát của em, với cách diễn xuất của em, với thần thái của em, với tướng tá của em sẽ còn đi xa, đi rất xa và đi vào lòng của người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới. Tin anh điều đó. Mời chị Lan. Riêng về phần cô Ý Lan nói đến Mỹ Tiên đó, thì lúc nãy Mỹ Tiên có chia sẻ với lại tất cả mọi người, người em trai đứng hát với lại người anh trai của mình. Cái điều này làm cho cô Ý Lan rất khâm phục ở con. Nhìn vóc dáng như là một cậu bé trai đó, rất là dễ thương. Nhưng mà khi con cất tiếng hát thì rõ ràng đầy nữ tính và rất là tình cảm. Cô nghĩ rằng con đã hit những cái nốt cao của một người nam. Thành thử ra cô tin rằng là con là một người con gái rất dịu dàng, nhưng thật sự ra con có một cái tính cách của một người nam rất mạnh mẽ. Cả hai điều này hỗ trợ nơi con để làm nên thành một Mỹ Tiên rất đặc biệt. Và cho cô nói về Hoàng Long, cô những tưởng nếu mà hôm nay mà Hoàng Long không đứng hát chung với Mỹ Tiên thì chắc có lẽ là cái chỗ đứng để giật 20 triệu không phải là cái điều khó khăn đối với Hoàng Long. Cô phải thú thật là cô rất yêu mến và quý tất cả những cái nỗ lực cũng như cái tình cảm khi mà Hoàng Long hát tình ca Việt Nam. Chúng ta sẽ đưa ra số điểm dành cho hai thí sinh trong ngày hôm nay. Ban giám khảo chuyên môn, xin mời. Số điểm trung bình của Mỹ Tiên từ ban giám khảo chuyên môn là 96,7 điểm. Số điểm trung bình của Hoàng Long là 95,3 điểm. Số điểm đó sẽ cộng với phần bình chọn của khán giả. Ai sẽ bước tiếp để nhận giá trị giải thưởng là 20 triệu đồng đây? 7 giây bắt đầu. Mỹ Tiên. Một lần nữa tôi lại gọi tên Mỹ Tiên. Hoàng Long sẽ nghỉ ngơi để chúng ta tiếp tục đến với vòng tỏa sáng của chương trình. Mỹ Tiên sẽ tiếp tục để thi đấu một bàn nữa. Ta tìm giá trị giải thưởng 20 triệu đồng nha. Chúng ta sẽ tìm tiếp một người nữa ở cặp đôi thứ hai để cùng hát với Mỹ Tiên giành cái giải thưởng 20 triệu đồng. Một bài hát của nhạc sĩ Lê Hữu Hà
với phần trình diễn của Thu Hiền và Ngọc Sơn, bài Vị Ngọt Đôi Môi. Đây là một cô gái rất là dịu dàng, mảnh mai, giọng hát thì cũng rất là truyền cảm, tạo cho Sơn một cái tâm lý vô cùng thoải mái, vui tươi, và mong rằng mau mau đến cái giờ trình diễn. Có một điều đặc biệt đó là anh Sơn có một ngoại hình rất là dễ thương, rất là ga lăng, rất là duyên. Có thể là Thu Hiền và anh Ngọc Sơn rất là hợp nhau, nhưng mà cũng không thể nào tránh khỏi được những va vấp trong cái bài hát. Nhưng mà Thu Hiền và anh Ngọc Sơn sẽ cố gắng. Làm sao biết ai luôn chân thành trong tình yêu, làm sao biết ai hay lừa dối. Xin hãy cứ yêu đừng nên bối rối, trái tim tự tìm ra lối, bước qua gian dối người ơi. Anh trong đây mắt em dịu dàng, em nhìn anh một trời hoa bướm lung linh tỏa sáng. Muốn nói thế nhưng cần chỉ phải nói, hãy nghe lòng ta khe khẽ hát câu yêu chỉ một người. Khi thời gian như đứng yên lại, ôi chiếc hôn nồng giữa hơi thở đêm mấy ngày ngất đắm say vì ngọt đôi môi. Cho dù mai vật đôi sao rời, trái tim này cũng chỉ một lời. Dù phải chịu trăm luôn muôn nghìn kiếp, vẫn yêu một mình anh thôi. Trong tình yêu làm sao biết ai luôn chân thành, trong tình yêu làm sao biết ai hay lừa dối. Xin hãy cứ yêu đừng nên bối rối, trái tim tự tìm ra lối, bước qua gian dối người ơi. Anh trong đây mắt em dịu dàng, em nhìn anh một trời hoa bướm lung linh tỏa sáng. Muốn nói thế nhưng cần chỉ phải nói, hãy nghe lòng ta khe khẽ hát câu yêu chỉ một người. Khi thời gian như ôi chiếc hôn nồng giữa hơi thở đêm mấy ngày ngất đắm say vì ngọt đôi môi. Cho dù mai vẫn đôi sao rời, trái tim này cũng chỉ một lời. Dù phải chiều chằm luôn muôn nghìn kiếp, vẫn yêu một mình em thôi. Khi thời gian như đứng yên lại, qua đêm dài ôi chiếc hôn nồng giữa hơi thở đêm mấy ngày ngất đắm say vì ngọt đôi môi. Cho dù mai vẫn đôi sao rời, trái tim này cũng chỉ một lời. Dù phải chiều chằm luôn muôn nghìn kiếp, vẫn yêu một mình em thôi. Cho dù mai vẫn đôi sao rời, trái tim này cũng chỉ một lời. Dù phải chiều chằm luôn muôn nghìn kiếp, vẫn yêu một mình em thôi. Vẫn yêu một mình em.
Ôi, hồi nãy đôi này tình tự nghe sao nó nghẹt thở luôn vậy đó. Nào, một tràng pháo tay dành cho cặp đôi hát tình ca đẹp quá. Hai em đã phối hợp và trình diễn cái bài này nó làm đắm say lòng người. Một lời khen tặng cho cặp hát song ca hay nhất đêm nay. Mời chị Y Lan. Cô Y Lan đã bị hấp hồn bởi phần trình diễn và phần hát của Ngọc Sơn. Bài hát này con hát cô thích nhất. Cảm ơn con. Và còn riêng về Thu Hiền, sự mảnh khảnh như là liễu yếu đào tơ và nói lên cái sự mềm mại của người phụ nữ Việt Nam trên cái chiếc áo dài này đứng hát chung với lại Ngọc Sơn, con rất là đẹp. Dạ, con cảm ơn cô. Thúy Vân nghĩ sao? Vân nghĩ đối với cái bài hát này á, nếu như mà không phải là Ngọc Sơn hát với Thu Hiền và không phải là Thu Hiền hát với Ngọc Sơn mà mỗi bạn hát với những người khác thì sẽ không hay được như thế này đâu. Anh Ngọc Sơn và chị Thu Hiền hát bài này cùng với nhau thì nó rất là hòa quyện. Vương rất là yêu thích phần trình diễn này. Xin chúc mừng hai anh chị. Dạ, em cảm ơn chị. Và bây giờ chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn dành cho từng thí sinh. Chúng ta sẽ có số điểm trung bình từ ban giám khảo chuyên môn dành cho Thu Hiền và Ngọc Sơn. Thu Hiền 87.3 và Ngọc Sơn là 95.3. Chúc mừng. Chúng ta vẫn còn khán giả bình chọn. 7 giây bắt đầu. Chúc mừng Ngọc Sơn. Bạn Thu Hiền chuẩn bị để chúng ta đến vòng tỏa sáng mà Ngọc Sơn chuẩn bị để chúng ta song đấu với Mỹ Tiên. Như vậy là chúng ta đã xác định được hai người cùng song đấu với nhau, Mỹ Tiên với Ngọc Sơn, để giành giải thưởng người hát tình ca xuất sắc nhất tuần. Trước khi chúng ta gặp gỡ Ngọc Sơn với Mỹ Tiên thì Quỳnh Linh xin mời quý vị, chúng ta sẽ quay trở lại với bốn thí sinh ở phòng chờ. Một Hoàng Hải phong độ lịch lãm, một Phương Thảo sâu lắng tự tin, một Tấn Phương nồng nàn tha thiết, một Diệu Hiền ngọt ngào đầm thắm. Nhưng chỉ có một chiếc vé duy nhất để bước vào vòng tỏa sáng. Cuộc thi ngày càng khốc liệt. Chúng ta hãy quay trở lại sân khấu cùng với MC Quyền Linh. Chào quý vị và các bạn quay trở lại. Và bây giờ bốn thí sinh sẽ thể hiện một ca khúc. Sau khi thể hiện xong, chúng ta sẽ có số điểm trung bình từ ban giám khảo chuyên môn cộng với bình chọn khán giả. Thí sinh nào có số điểm cao nhất sẽ tiếp tục bước vào vòng tỏa sáng. Ba thí sinh còn lại sẽ chia tay với cuộc chơi, thưa quý vị. Một sáng tác của nhạc sĩ Vinh Sử và Ngân Giang, nối lại tình xưa với bốn thí sinh trong phòng chờ. Bắt đầu. Tình xưa này là một cái màu sắc mới hẳn, khác hẳn với lại tất cả những bài hát trong chương trình mà chúng ta đã đi qua. Cô nhận thức thấy rằng là Hoàng Hải hát bài này có tình cảm và có sự trình diễn. Và Phương Thảo, cô rất thích giọng hát của Phương Thảo trong bài này. Nó khỏe, rất tình cảm và rất đầy đặn cho bài hát này. Còn riêng Tấn Phương, cô ngạc nhiên. Bởi vì Tấn Phương tuy rằng là có một cái nét mặt lo lắng mà quý là nhìn thấy, nhưng cô vẫn thấy Tấn Phương làm cho bài hát này rất là đầy đặn và rất hay trong phần trình diễn của Tấn Phương. Rồi bây giờ qua đến Diệu Hiền thì một giọng hát trong trẻo rất là đáng yêu, nhưng cô thấy rằng Diệu Hiền đã không vào
đúng cái câu hát của mình đã bị hụt. Bài này là một bài rất là khó hát, bài tươi vui, nhưng mà chúng ta phải hát cho nó mượt mà, nó phải điệu đà thì nó mới ra cái bài này. Thì Vân Sơn nghĩ rằng đây là bài hát mà các bạn mới vừa tập xong, các bạn đã làm được công việc mà trong một cái giai đoạn thật ngắn, thời gian thật ngắn mà các bạn đã hát một cái bài hát và bốn người đã phối hợp một bài hát như thế, thì một tràng pháo tay thật đặc biệt cho cả bốn bạn ở đây. Một chút nữa đây chúng ta sẽ có ba người tạm dừng bước và một người tiếp tục bước vào vòng trong. Vân Sơn rất là quý các bạn trẻ mà các bạn đam mê loại nhạc tình ca này. Ca sĩ trẻ thì rất là nhiều, nhưng mà ca sĩ hát nhạc quê hương, hát nhạc tình ca thì rất là ít. Thành ra các bạn cứ nuôi dưỡng đó. Vân Sơn nghĩ rằng các bạn có khả năng và các bạn có niềm đam mê, các bạn sẽ tiếp tục đi. Và Vân Sơn nhìn thấy từng cái khả năng trong con người của các bạn. Bài thứ ba. Thật sự thì trong bốn người đến cái vòng này, nếu như mà phải chia tay với ai, đó cũng là một điều rất tiếc đối với bản thân Vân cũng như là quý vị khán giả và ban giám khảo ở đây. Nhưng mà Vân nghĩ là những gì mà cả bốn anh chị cống hiến cho đến giờ phút này ở chương trình Người Hát Tình Ca, đó đã chính là một cái phần thưởng rất là đáng quý đối với các anh chị. Và Vân chỉ hy vọng những gì mà cô Ý Lan cũng như là anh Vân Sơn, những người có rất nhiều kinh nghiệm, chia sẻ cho các anh chị, thì các anh chị sẽ lấy đây làm cái mà hành trang. Dù mình có lựa chọn cái con đường nào thì các anh chị cũng sẽ đạt được nhiều thành công nhất. Cảm ơn mọi người khảo chuyên môn. Và bây giờ chúng ta sẽ có số điểm cho từng thí sinh. Số điểm trung bình của Hoàng Hải là 85.3, Diệu Hiền là 84.7, Tấn Phương là 90.7, Phương Thảo là 89.3. Như vậy số điểm của Tấn Phương từ ban giám khảo chuyên môn cũng khá cao, chúc mừng bạn nha. Nhưng ba bạn còn lại cũng đừng lo lắng, chúng ta sẽ có số điểm bình chọn từ khán giả. 7 giây bắt đầu. Như vậy là Tấn Phương sẽ là người bước tiếp vào vòng tỏa sáng của chương trình Người Hát Tình Ca. Wow, vậy là chiếc vé cuối cùng vào vòng tỏa sáng ở bảng đầu tiên đã thuộc về Tấn Phương, Diệu Hiền, Hoàng Hải và Phương Thảo. Cũng đừng buồn nha, chiếc vé thứ 16 của vòng tỏa sáng vẫn là một điều bí mật. Biết đâu sẽ có điều kỳ diệu xảy ra. Còn Người Hát Tình Ca hay nhất ngày hôm nay sẽ là ai đây? Ngọc Sơn hay Mỹ Tiên? Và bây giờ xin mời quý vị đến với bài hát cuối cùng trong ngày hôm nay, Thao Thức Vì Em, sáng tác của Lam Phương, để tìm ra chủ nhân của giải thưởng 20 triệu đồng. Em thao thức vì ai, thương em nhớ em, tất cả là em. Để y nguyên, để y nguyên, để y nguyên. Mỹ Tiên đứng vô y nguyên đi. Dạ thôi bỏ đi chú ơi. Sơn da viết như vậy, Mỹ Tiên e ấp như vậy, rụt rè như vậy, ban giám khảo đứng dậy trơn rồi kìa. Chúng ta cho một tràng pháo tay nữa cho Ngọc Sơn và Mỹ Tiên quý vị. Dễ thương quá. Quá đẹp, quá hay, quá dễ thương, quá ngọt ngào, quá yêu thương. Đó là tất cả những cái gì quá mà cô Ý Lan nhìn thấy trong này. Mà quá này là quá tốt. Cái màn trình diễn này nó quá đặc biệt, mà cô phải dùng tất cả những quá này để khen tặng cho hai em. Thúy Vân, thật ra thì lúc này Thúy Vân không biết là mình cảm nghĩ như thế nào, mà Vân muốn biết là Mỹ Tiên cảm thấy như thế nào. Thực sự khi mà em biết em sẽ song ca bài này với anh Ngọc Sơn thì em cảm thấy rất là lo lắng, tại vì không biết hát làm sao nữa. Cho nên em nghĩ là nếu như mà em hát theo kiểu nam tính á, thì em sợ rằng là bị cái vẻ đẹp trai với mê lì của anh gì mất tiêu. Cho nên là em đã hát 90% là tình cảm của một người con gái và 10% là em là bản thân em. Nghe nói là em hát tuyệt vời quá, em mở miệng ra là em hát nó rất ngọt ngào, rất tự nhiên. Còn riêng Ngọc Sơn thì cái kỹ thuật của em nó rất là điêu luyện.
một bên thì rất là dày dặn, một bên thì nhỏ nhắn mà nó nhẹ nhàng, nó tự nhiên. Hai cái nó phối hợp lại thì nó trở thành một cái gì đó, nó đẹp quá, tuyệt vời quá. Bây giờ mời hai bạn về vị trí để chúng ta có sự bình chọn của khán giả. Bởi vì bây giờ thì ban khảo chuyên môn không có bình chọn nữa, mà là khán giả quyết định ai sẽ nhận giá trị 20 triệu đồng, ai sẽ là người hát tình ca xuất sắc đêm nay quý vị. 15 giây bắt đầu. Lần nữa Úc Tiên lại nhận giải xuất sắc nhất người hát tình ca của tuần này. Quý vị và các bạn thân mến, bảng thi đầu tiên của vòng song đấu đã khép lại. Chúng ta đã chọn được 5 thí sinh để bước tiếp vào vòng trong. Và chúng ta còn 2 bảng thi nữa, chúng ta sẽ tiếp tục tìm 10 thí sinh nữa. Chương trình Người hát tình ca do Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty MNT Picture thực hiện. Còn bây giờ chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt.